hướng dẫn thay mật khẩu vừa ký tự vừa số. Đầu tiên mình bấm vào cài đặt, đây là mình xài bản 4S nhá. Bạn có thể 5S, 6S, 7S gì nữa. Rồi vào mật khẩu. Đấy, nhập mật khẩu bạn vào. Rồi chọn thay đổi mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ vào. Rồi, lúc này là bạn tùy chọn mật khẩu này. Đó, có ba dạng mã chữ số tùy chọn, mã số tùy chọn và mã số số, thì bạn chọn mã chữ số tùy chọn. Nó sẽ hiện lên một cái bảng đó. Nhập mật khẩu mới vào. Khẩu bạn thì vừa nhập số vào nữa. Rồi, tiếp. Rồi nhập lại mật khẩu. Rồi chọn ký tự vào. Đó, anh xong. Để mà nó thay đổi mật khẩu thành công rồi đó. Mình thử nhá. Rồi tắt máy đi. Rồi mở máy lên. Đấy. Được qua. Đây, nó hiện bảng lúc bằng đó. Đây này. Đấy. Nhìn bây giờ nhập mật khẩu bạn mới đăng nhập vào. Đấy, xong. Đó. Xong chưa? Cái đặc điểm của cái thằng này là nó có cái hay chỗ mà gì? Nhưng mà nó hơi hơi dài. Thay vì đó. Đối với những người xài không có dấu bên tay xài giống cái này. Còn lên đời 5S rồi có dấu bên tay chắc cái này như phòng hờ thôi chứ không cần thấm.